cô bà chú hãy gặp mặt anh là hỏi khi nào thì mày mới rước dâu mới 30 còn tụi ăn tụi chơi mà đâu dám tính tới chuyện gia đình mà xui ghê anh là dính với em tính ra duyên của hai đứa hỏi hàng theo anh lên xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng tích tích tình tan không khí hôm nay rộn ràng thêm dắt con dâu về nên sớm trên sớm với ai nấy cũng vui mừng còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ để tao ra duyên tao mang theo trầu cao rất con dâu ngoan về nhà đã xong quyết định làm đám cưới thôi họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn lòng thì nồng nao đón chờ ngày qua rước dâu không vì một mai chúng mình sẽ lạc của nhau 1 2 3 dâu vui bia đi bạn ơi lớn bia đi bạn ơi cười nhấp môi lại nhìn ngồi ngờ đây chốt tao nhìn thấy tao là cho tuổi bay trời hết đêm nay rồi xây dựng mái ấm con cháu sum vầy sẽ bù đắp tương lai của hai con sau lo mừng ăn nghĩ đến tương lai hết ngày hôm nay con xin khép lại 1 2 3 yo vui bia đi bạn ơi lớn bia đi bạn ơi cười nhấp môi lại bằng lòng ánh sáng anh mang bưng theo cao châu mãi mãi.
sân nhiều. Rồi anh muốn sang nhà người gặp mặt mà thưa ba, bình thường không cao sang nhưng có tấm lòng, vàng đám cưới vui rộn ràng nhà mình kết thông. Già thương cũng lâu rồi dù hồng lấy qua dâu mây núi cùng leo mây sông cũng kèo, không giống bao người chỉ cần ấm êm dây cùng chung giấc là anh vui lắm. Tất đám đám cưới, đám cưới vui ghê, tia má tiếp khắp ngọn đèn, chú bác sống rất nâng lên, chúc phúc sẽ có những thứ cao sang, chỉ ước sắm tới nhà nàng thích tới sáng được giàu luôn. Anh về xanh sữa mua heo nạp tài, nói cho thiệt không phải ăn theo mấy thằng trong xóm, nó khen em đẹp hoài nên là anh tranh thủ cả đủ đêm nay, bỏ bia bỏ cụ bỏ những đêm say, biết thương em tập làm chủ thêm hay, lấy cái tấm thân này cho bỏ phụ tìm ai nè nghe là quái, vượt lối trong mùa mình sẽ thêm nhà máy, xin năng kiếm tiền sau cái giờ gà cái, buộc mấy thằng bạn tập cái sống dây nhân cùng cái đám chơi tâm lý sẽ gặp nhà cái được cái thoải mái là sung sướng tâm trai, kiếm giấy chứ không có lăn tay, thì vui mình chỉ đến tâm hai chuyện tình đôi đứa. Mà thưa ba bình thường không cao sang nhưng có tấm lòng, vàng đám cưới vui rộn ràng nhà mình kết thông. Già thương cũng lâu rồi dù hồng lấy qua dâu mây núi cùng leo mây sông cùng chèo, không giống bao người chỉ cần ấm êm dây cùng chung giấc là anh vui lắm. Tất đám đám cưới, đám cưới vui ghê, tia má tiếp khắp ngọn đèn, rộn ràng chú bác xúm xích nâng ly, chúc phúc sẽ có những thứ cao sang, chỉ ước sắm tới nhà nàng thích tới sáng được giàu luôn. Sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng, yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiểu dạng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng, yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiểu dạng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh
anh hứa yêu em mãi chung tình. Mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô, anh khóc đón em về Vinh rồi. Qua pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cười để đó có anh lo. Thật lớn và thật dài để chào đón cặp Đức Tăng Lang và Tăng Gia Nhân. Chú rể Vinh Thuận xin nhìn cùng với cô dâu Hình Diệu. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón cô dâu và chú rể đi quý vị ơi. Và ngay lúc này đây xin mời cặp đôi uyên ương của chúng ta hãy cùng tay song tay trở về sân khấu đi ạ. Sống niềm hân hoan tuyệt vời của những người đang nếm trải mật ngọt của tình yêu.
những bước đi chung đầu tiên trên con đường đời thật vững vàng và tự tin, bởi họ luôn luôn thấu hiểu được rằng tình yêu có một sức mạnh diệu kỳ tạo nên những phép màu có thật hiểu có đời này. Cha ta ngày xưa vẫn từng nói, nước biển mênh mông không đồng đầy tình mẹ, mây trời long lộng không phụ kính công cha, tần tạo sớm hông mẹ nuôi con khôn lớn, mong cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Thì cho phép những người làm chương trình xin được trân trọng kính mời và trân trọng kết nối bố mẹ của chú rể và bố mẹ của cô dâu. Xin họ nhà trai ông Đinh Văn Vĩ và bà Đinh Thị Nư, và đến từ đơn vị Sống Mới, thôn Mỏ O, xã Sương Ba, huyện Sương Hà, tỉnh Quảng Ngãi, là song thân của mẫu bố mẹ của chú rể ven thuộc. Về phía quân viên họ nhà gái, ông Phạm Văn Thao và bà Phạm Thị Phương, và đến từ Sống Làng Trai, thôn Làng Già, xã Sương Ba, huyện Sương Hà, tỉnh Quảng Ngãi, là song thân của mẫu bố mẹ của cô dâu Hiền Diệu. Ngay lúc này xin mời đại diện hai bên gia đình chúng ta hãy cùng trở về sân khấu cùng với hai con. Và để ra mắt đến toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời nào. Cớ lời sau ra mắt đến toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời. Yeah, kính thưa quý vị, kính thưa tất cả các bạn trẻ năm thanh đầu tư thân mến. Trong giây phút này chúng ta đã dành những khoảng thời gian quý báu của mình trở về đây đến chúc mừng ngày lễ tân hôn của chú rể ven thuộc, sánh vai cùng với cô dâu Hiền Diệu. Và đó là niềm hạnh phúc, niềm vui mừng đến từ đại gia đình cũng như cô dâu và chú rể. Và bên cạnh đó, để đáp trả lại cái tình cảm thân thương mà tất cả quý vị, thì sau đây chúng ta sẽ được lắng nghe những lời chia sẻ, những lời phát biểu, những lời gửi gắm đến từ đại diện hai bên gia đình gửi đến cho tất cả quý vị. Vâng, tôi có dự hơn, tôi chúc hai con xem năm hạnh phúc. Tôi chúc các bạn bè gần xa đã trong một thời gian công việc giữa gia đình chúng tôi ngày hôm nay, có sai sót gì anh em bạn bè gần xa bỏ qua dùm gia đình chúng tôi, tôi xin cảm ơn. Vỗ tay thật lớn đi quý vị ơi, vỗ tay thật lớn đi à. Yeah, chúng ta vừa đã lắng nghe những lời phát biểu ngắn gọn nhưng mà đầy chất lượng thưa quý vị, đầy ý nghĩa đúng không ạ? Thì ngay lúc này để đáp trả lại cái tình cảm thân thương mà đại diện của quân viên họ nhà trai gửi đến cho tất cả quý vị, sau đây chúng ta sẽ được lắng nghe những lời phát biểu đến từ quân viên họ nhà gái. Xin vâng, tôi cũng không có gì hơn, tôi chúc hai con trăm năm hạnh phúc và đã cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc rượu của hai bên gia đình của chúng tôi. Tôi rất cảm ơn và tôi xin chúc quý vị sức khỏe mạnh mẽ và hạnh phúc. Xin cảm ơn hết. Yeah, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Hồng trần xuyên số đưa ta gặp nhau, lần đầu ánh mắt trao nhau chân tình, để rồi từng đêm lòng thao thức mong chờ, mới biết nỗi nhớ khi lòng đã yêu. Hồng trần đưa lối đôi ta tìm nhau, từng ngày dài xa cách tình yêu thấm màu, mong vàng yêu đương từ đây sẽ bắt đầu, hứa mãi mãi suốt kiếp duyên ta thấm màu. Hồng trần mở lối cho mình kết đôi vợ chồng, dù đời phong ba anh nguyện mãi luôn chung lòng. Nhịp đôi tim từ đây vang mãi thiết tha, đời có ta bên hồng trần tình ca. Chân đưa lối đôi ta tìm nhau, từng ngày dài xa cách tình yêu thầm mầu, mong vàng yêu đương từ đây sẽ bắt đầu, hứa mãi mãi suốt kiếp duyên ta thầm mầu. Hồng chân mơ đi đâu bắt nhịp nào mơ sao.
Giả. Ba, xin mời. Rất là tuyệt vời. Rồi, quay cái lô tiền này, bên mình rút tiền từ bò tiền này. Xin mời những bạn ra mọi quay camera, chúng ta hãy ghi lại khoảnh khắc này. Và tiếp theo xin mời Frank đi thì anh lại anh cứ đi làm rồi bên rút tiền từ bò tiền này. Đo một cái nào. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi, xin mời đại gia đình của chúng ta, bố mẹ của chú rể và bố mẹ của cô dâu. Chúng ta hãy bước xuống bằng tiền. Hãy làm một cái động tác quỳ một chân xuống và để cầu hôn cô dâu đi ạ. Đúng rồi. Và xin mời chú rể hãy rút chiếc nhẫn cầu hôn của mình và trao lên tai của cô dâu. Từ từ thôi chú rể ơi, không ngại. Rồi, xin mời chú rể hãy trao nhẫn cưới lên tai của cô dâu rất là xinh xắn, hiền dịu. Bàn tay nắm bàn tay. Rồi, hiếp ti cô dâu có mang thì. Đúng rồi. Chú rể đứng dậy đi ạ. Và xin mời cô dâu hiền dịu, chúng ta hãy đáp trả lại cái tình cảm thân thương mà chú rể dành tặng cho mình. Xin mời cô dâu hãy trao lại nhẫn cưới cho chú rể đi nào. Kính thưa quý vị, nhẫn cưới đã trao lên tai của cô dâu và chú rể. Và để minh chứng rằng từ nay cặp đôi uyên ương của chúng ta sẽ về chung một nhà. Từ nay bên nhau lo sự say cầu ta bố mẹ của chú rể, chúng ta hãy đứng sáng lại cùng vợ hay con. Và xin mời những màn ra mãi quay camera, chúng ta hãy ghi lại những cảnh đẹp nhất của đại gia đình cũng như cặp đôi uyên ương của chúng ta. Và xin được chân thành cảm ơn phần quà đến từ bố mẹ của chú rể rất là nhiều, quà đến từ mẹ của cô dâu, gửi đến phần quà ý nghĩa, rất là ý nghĩa thưa quý vị. Để phụ mẹ đi ạ. Hai bên nhà ta kết tình thông gia, anh và em từ nay sẽ là vợ chồng, tương lai mình sẽ có đứa con thơ ngoan hiền. Từ nay anh hứa cày bừa dành dùm để lo hạnh phúc ta sau này. Hôm nay đám cưới của đôi mình rộn ràng vui ghê nè, hai bên hò hàng đến chúc phúc cho mình thành đôi. Bà con lo sống đến mừng cho ngày vui của chúng ta, dàn nhạc mang lên hát mừng cho ngày vui. Em ơi, tết xuân này ngắn ngủi không chờ được nữa, anh ế cũng lâu rồi. Ra duyên mượn tình thông gia để lo hạnh phúc sau này của hai ta. Yêu em vì cái tên em ngoan hiền, bà con lối xóm nó được mình hợp ghê. Vì mình thương nhau tính đến chuyện mai sau, chào cầu anh đón đưa mình về bên nhau. Hôm nay đám cưới của đôi mình rộn ràng vui ghê nè, hai bên hò hàng đến chúc phúc cho mình thành đôi. Bà con lo sống trên mình.
Ủa, mình trở về sân khấu để tiếp quản micro đi ạ. Vâng, đâu rồi ạ. Xin mời giọng ca của chúng ta hãy vượt trước thời gian.
đang chờ đợi phía sau cũng rất mong dòng ca của chúng ta hãy gần chưa.
là một mùa của anh yêu không yêu. Chúng ta là gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sĩ đại diện bên MO hiện tại đã nhập tiệc ở sân kia rồi. Kính thưa quý vị, kính thưa tất cả bạn trẻ đồng thời được thưởng mời. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và làm quen với giọng ca nam đến từ làng Gia Sơn Ba. Sẽ đi kết nối và trân trọng kính mời giọng ca Văn Thiên. Và giọng ca của Văn Thiên sẽ gửi gắm mang đến cho tất cả quý vị cũng như tất cả bạn trẻ đồng thời được thưởng một nhạc phẩm hát rồi biết sao. Xin mời tất cả. Make a clap.
trong anh đôi tay bỗng nhiên đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy vượt qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
I'm gonna make it right.
Hãy
Hát cho người ta nghe, hát cho nàng nghe lời kinh ca của mình.
tình cờ mày không đưa lỗi, tao là chưa nói, chắc là mình nghe tán em nghĩ lòng mình chờ đâu cần mà...